tiếp tục thêm một video trong ngày hôm nay thì xin mời các bác xem về chiếc xe này nhá. Chiếc xe gầm cao số tự động đến từ thương hiệu của Nhật Bản, Toyota Nhật Bản các bác nhá, nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Đây các bác xem về hình thức của xe này, xe quá đẹp luôn này các bác này. Chiếc xe một chủ từ đầu các bác nhá. Đấy, đây nước sơn màu đen và chiếc xe này thì bản lốp treo. Đấy, và đây là giấy tờ của chiếc xe này các bác này. Đây giấy tờ nha, vẫn là một chủ đầu đây các bác nhìn này. Đấy, 2007 và đăng ký lần đầu năm 2008 nhá. Tiền là Vũ Văn Tuấn đây này. Đấy. 2007 và đăng ký lần đầu năm 2008. Số tự động, máy xăng 2.36 nhá. Còn 2.3 mấy đi. Đấy, đây là phần bên ngoài chiếc xe. Đây biển số rất là đẹp luôn. Con xe này biển số đẹp chưa? Biển số biển 14L2552. Biển rất là đẹp hơn. Chiếc xe được mang tên là Toyota Rapport nhá. RAV4 đấy ạ. Đấy. 2007 và đăng ký lần đầu năm 2008. Đấy, form dáng bên ngoài xe đây. Chiếc này thì cũng đã được độ la răng đúc rồi này. Đấy. Chạy rất là thích luôn. Mẫu này là mẫu nhập khẩu cho nên là nó rất là chắc chắn, rất là bền bỉ các bác nhá. Đấy, đây là form dáng bên ngoài của chiếc xe. Đấy, nhập khẩu Nhật Bản luôn chứ không phải là xe trong nước đâu. Đấy, la răng đúc này lốp dày này. Lốp xe rất là dày luôn. Đây phần đầu chiếc xe đây. Đấy, dòng này ngày xưa tính cả tiền tỷ chung ít đâu các bác nhá. Và bây giờ thì giá trị chỉ còn hơn 300 một ít thôi, chúng ta đã mua được chiếc xe này rồi. Đấy, phong giá bên ngoài đây. Đăng kiểm của xe thì còn đến tháng 1 năm 2022 các bác nhá. Đây lốp dày đây này các bác này. Đấy, con xem nhá. Đèn sáng này, đèn rất là trong luôn, sơn xi bóng. Bên em nhiều xe lắm, các loại xe cơ. Đấy, khách đến xem rất là đông kìa. Đấy, kia khách kìa, đúng không ạ? Đấy, và dưới kia cũng đang khách xem kìa. Đấy, và đây có hai vợ chồng đang chốt một con xe. Đây chốt xe này, đây anh đang chốt xe này. Vâng. Vâng. Đấy. Nói chung là một ngày đẹp trời, một ngày mưa ít và dâm nhiều thì khách hàng không ngại đường xá xa xôi, thậm chí là ở các tỉnh khác đến xem xe, lựa chọn xe luôn. Bác nào mà mình đến xem xe trực tiếp tại bên em thì mình hãy test Covid nhé. Mình đi mình test PCR, test Covid đi là sang bình thường, đến xem xe bình thường tại bên em. Còn bác nào mà anh thấy bật thêm cái điện lên kia, thôi gọi em bật điện lên đi. Bật lốt thêm một hàng điện lên cho nó sáng thì bác đợi em một chút xíu. Đây, bật điện hết đây. Đấy, rồi, như vậy sáng hơn rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Các bác nhìn sẽ được rõ ràng hơn đối với cái chiếc xe này mà em đang quay. Đấy, Toyota cơ mà đúng không ạ? Các bác biết Toyota Việt Nam lắp ráp tại Việt Nam nó cũng đã bền, nó đã tốt rồi. Nói gì đến Toyota nhập Nhật Bản đúng không ạ? Nhập Nhật Bản luôn nha, chứ không phải là nhập từ nước khác đâu. Đấy, các bác ạ, nội địa Nhật Bản luôn. Đấy, form dáng của xe tuyệt vời, form dáng của xe rất là đẹp luôn. Đây, các bác nhìn form dáng của nó này. Đóng cửa lại, các bác nhìn form dáng của nó này. Nhìn rất là hầm hố đúng không ạ? Đấy. Ít xăng hơn Fortuner các bác nhá. Đấy. Ít xăng hơn Fortuner rất là nhiều. Và tất nhiên thì em không chê là Fortuner nhiều xăng, nhưng mà mỗi cái nó có một cái giá trị khác nhau. Như là Fortuner thì hiện tại bên em đang có hai con. Một con máy xăng đời 2010 hai cầu số tự động. Đấy, còn đấy thì bên em đang bán cũng gần 400, còn đây 2010. Và em có con Fortuner khác nữa là đời 2013, máy dầu thì bên em đang bán là hơn 500 triệu nhá. Bác nào quan tâm đến những chiếc xe đấy thì alo bên em. Còn thì video này em sẽ quay các bác xem về chiếc xe Rapport màu đen này các bác nhá. Đấy, rất là sáng bóng sạch sẽ này. Đấy, các bác nhìn xem phần bên ngoài của nó này, ok chưa? Vâng. Và bây giờ thì quay các bác xem phần nội thất bên trong nhá. Nội thất bên trong của chiếc xe này đây. Ghế của chiếc xe này được thiết kế là màu đỏ và các bác mình có thể thay đổi màu khác nếu mà mình cần thiết các bác nhá. Đấy, và lên keo chỉ mép cánh cửa này các bác này. Đấy, mép cánh cửa xe này keo chỉ vẫn còn nhá. Tắp ni tắp nô sáng đẹp này các bác này. Đấy, rất là tươi, rất là sáng đẹp. Đây, các bác nhìn này, đấy, rất ok luôn. Một mẫu xe phải nói là cực bền và cực lành luôn. Đồ đạc của nó rất là tốt và bền các bác nhá. Từ phần nhựa nội thất, phần gioăng này rồi những cái chi tiết nhỏ của chiếc xe dòng này nó rất là bền các bác nhá. Tôn vỏ dày, tôn vỏ dày, tôn vỏ chắc. Đấy, sơn xi bóng. Đây các bác nhìn này, soi được gương luôn này. Đấy, soi được gương luôn. Đấy. Bốn kính điện lên xuống bình thường nhẹ nhàng, chỗ này có cả chốt cửa nữa luôn, này có cả chốt khóa cửa này các bác này, cái này bấm kính điện nhá, đây, tay nắm đẹp nhá, tay nắm cửa đẹp này, đấy sàn da có lót thảm trải sàn rồi, và đây các bác nhìn này tem của nó vẫn còn này, đây, móc khóa đẹp này, bu lông chưa vặn này, đấy từng vị trí từng góc cạnh từng những chỗ nhỏ nhất em quay kỹ cho các bác xem. Bác nào mà mình đúng chân, bác nào đang có tầm tiền hơn 300 triệu muốn một chiếc xe số tự động mà cái mẫu gầm cao thì chiếc xe này phải nói là không thể bỏ qua được. Mẫu xe
đáng để mua, đúng không ạ? Vì nó là nhập Nhật Bản cơ mà, đúng không ạ? Đây các bác xem. Đây, chỗ này này đây. Nó có tu khí an toàn ở vị trí này nhá, và chỗ này là chỗ cốp đồ nhá. Đấy. Đây cốp đồ dưới nữa đây. Đấy cốp đồ này. Màn hình. Đấy, màn hình xịn nguyên của cái chiếc xe này. Âm thanh hay, điều hòa mát rượi. Nếu các mình bật cả lóng cũng có luôn. Có cả lóng có cả lạnh nhá. Đấy táp lô táp ni đẹp này. Sơn xi đẹp, táp ni táp lô đẹp này. Đấy ok chưa ạ? Đấy, cần số zig zag, số tự động cần số zig zag, cần phanh tay này. Chỗ này là chỉnh gương nhá, chỗ này chỉnh gương. Còn đây là cốp đồ này các bác này. Đây ghế này, đây, ghế đẹp này, đúng không ạ? Các bác thấy ghế đẹp không ạ? Ghế này cái màu này tất nhiên thì có những người thích, có những người không thích. Bác nào không thích thì mình về bọc lại nhá. Bộ ghế này rẻ tiền thôi, nói chung là cũng chỉ tầm khoảng quanh 2 triệu trên dưới 2 triệu mình có thể là có một bộ ghế mới, các bác nhá. Đấy, và có cam hành trình, chiếc xe này được thiết kế có cam hành trình này. Đấy, cam hành trình rồi, gương chống chói rồi. Trần của xe thì vẫn là trần lý đẹp căng. Đấy. Vẫn là trần lý đẹp. Và xe ok đấy các bác nhá. Bác nào mà thiện chí mình thích mẫu xe này alo sớm với em để được chốt một mức giá yêu thương, một mức giá hợp lý thì giá em sẽ ghi tiêu đề hoặc là phần mô tả các bác cứ nhìn lên cho em để được biết giá. Đấy, xong là alo bên em để chốt một mức giá hợp lý nhá. Đấy, rồi ok, tiếp tục này. Đấy, các bác xem. Đây. Đấy, từng vị trí một các bác xem nhá. Mình gần xa trên toàn quốc, bất cứ đâu, bất kỳ đâu, bất cứ nơi nào đều có thể là mua xe bên em được. Vì bên em sẽ chuyển xe cho các bác mà lên trên toàn quốc luôn. Các bác ở trong miền Nam, miền Trung, miền Bắc đơn giản rồi đúng không ạ? Ship xe tới tận nơi, chuyển xe tới tận nhà. Các bác mình nhận xe, mình lúc đấy mới thanh toán các bác nhá. Mới nhận xe rồi mới thanh toán. Nhận xe kiểm tra xong thì mới thanh toán tiền. Tạo điều kiện cho các bác như vậy trong cái đợt mùa dịch Covid này. Bên em chuyển xe tới tận nơi luôn, có đội ngũ nhân viên, có đội ngũ xe cứu hộ, có đội ngũ xe mồng nữa chuyển xe tới tận nơi để các bác mình mua nhá, nhanh gọn luôn ạ. Xe bên em bán đảm bảo cho các bác là không xảy ra những vấn đề như là đâm đụng này, như là ngập nước này các bác nhá, tai nạn các thứ không có, bên em đã kiểm tra hết rồi, trước khi mua đều kiểm tra hết rồi. Đấy, phía sau đây, phía sau đây nhá, hàng ghế này thì mình cứ gập lại được xuống như này nhá. À, ghế này mình có thể gập lại xuống như này. Gập lại đơn giản thôi. Đây, nội thất của xe khá là rộng rãi, mình ngồi không bị gò bó, không bị vướng. Những mẫu xe gầm cao như này thì tất nhiên nó luôn luôn là nó sẽ là rộng rãi rồi, đúng không ạ? Đây, lốp dày này, lốp dày na răng đúc đẹp. Và cái na răng này nhá, bác nào không thích thì về mình sơn lại màu khác nhá. Đấy, na răng đúc của người ta độ mất nhiều tiền rồi đấy. Bây giờ mình có thể mình độ thêm, mình lắp thêm loại khác hoặc là mình để nguyên lại được, và mình để nguyên thì mình thích chuyển đi màu nào thì chuyển, mình sơn thôi, chỉ cần là sơn là được các bác nhá. Đây, đèn sau đẹp đấy các bác này, đèn sau sáng đẹp này, đấy trong đúng không ạ? Lốp treo ở phía sau này, kiếm mở cái phần kiếm sẽ mở cái phần cốp ra cho các bác xem nhá. Đây, phần đít đằng sau đây mở ra các bác xem đây. Đây, cốp mở ngang như này nhá, đây mình bám vào đây mình mở ra này. Đấy, chiếc xe có cái biển số rất là đẹp luôn, em rất thích cái biển số này. Đây, cái cánh cửa, cái phần cánh đằng sau này, đây còn gọi được cốp đúng không ạ? Phía này nó vẫn còn nỉ đây các bác này, vẫn nỉ đẹp này, đấy, nó không bị kém này, nỉ của xe không bị kém này, nó rất là rộng luôn, ngồi thoải mái nhiều người luôn cho chiếc xe này. Đây, khung gầm có mục một nhá, khung gầm chắc chắn không mục một. Đây các bác xem nhá này. Bác nào cần xem thêm vị trí nào của chiếc xe thì mình hãy vui lòng kết nối Zalo cho bên em. Hai số điện thoại mà em vẫn đọc đấy, hai số 093 8586307 và 0389000555. Các bác mình hãy liên hệ trực tiếp cho bên em theo hai số đó được tư vấn thêm, được xem thêm hình, xem thêm video, xem thêm giấy tờ hoặc là ví dụ như là lổ máy hay gì đấy cho bác mình nghe. Đấy, có nhá. Đấy, nội thất của xe thì các bác có thể nhìn qua video, nhìn qua hình ảnh em quay kỹ như này. Các bác cứ nhiệt tình là sẽ có xe thôi nhá. Đấy, các bác cứ thiện chí là sẽ mua được xe. Đấy. Tình trạng xe em tả như đây, còn giá cả thì mình hãy alo để có một cái giá tốt hơn, giá yêu thương hơn nhá. Giá thì cũng có trên tiêu đề rồi nhưng mà vẫn có một cái giá nào đấy nó tốt hơn nữa để các bác mình mua nó hợp lý các bác nhá. Đấy. Một cánh nữa đây ạ. Đây, keo chỉ đây, các bác nhìn này. Đấy, tắp đi tắp nô đây này. Đấy, cho bác xem bốn kính điện lên xuống vù vù luôn, xuống vù vù luôn. Tay nắm cửa xe còn đẹp này các bác này. Đấy, đồ nhựa đẹp này,
đồ nhựa sáng đẹp, qua xem vách cửa đẹp, ok chưa? Âm thanh hay nhá, âm thanh của chiếc xe dòng nhập Nhật này chất lượng âm thanh của nó tốt luôn, vì là tốt luôn. Và đây là tem của xe là vẫn còn nguyên đây này, đấy, tem đây là vẫn nguyên này các bác này. Tất nhiên thì chiếc xe này không phải là một chiếc xe gọi là đỉnh của xuất sắc, nhưng mà đây là một chiếc xe cũng khá là tương đối so với đời rồi và so với giá tiền hơn 300 triệu đúng không ạ? Chiếc này đợt trước em có con em còn bán 370 triệu các bác ạ. Và có một con nữa bán 350-360. Nói chung là chiếc xe này thì em bán rẻ hơn những chiếc xe đấy rất là nhiều nhá, chỉ hơn 300 tí thôi thì có thể là mua rồi. Đây ạ, các bác xem này. Đấy. Ghế đây. Đây. Đây vị trí mình chỉnh đèn nhá. Đấy. Cái đồ nhựa nó còn rất là ok nhá. Các bác nhìn đến đồ nhựa ok này. Đấy. Vô lăng nhá, vô lăng ba chấu, có tư khí nằm ở giữa vô lăng nhá. Và con này thì có ga tự động cruise control nhá. Đây này, ga tự động các bác này, đây là cần ga tự động, mình không cần phải đặt chân ga và vẫn có thể là di chuyển bình thường. Đấy. Đây là đồng hồ này. Đấy, xe có thiết kế khóa khiển nhá. Mình có khóa khiển đồng hoàng. Đấy, màn hình của Toyota này, các bác nhìn này. Đấy. Âm thanh hay. Xe đang hoạt động bình thường, mình mua về sẵn dùng thôi, cứ thế đi thôi, đổ xăng là chạy. Máy 2.4 với dòng này thì nó trên dưới tầm 10 lít các bác nhá, tầm khoảng nếu mình đi đường trường thì nó dưới 10 lít trên 100 km. Bây giờ em quay các bác xem phần vỏ bên ngoài nhá. Đây, các bác xem này. Đấy, kính của xe bọc dán rồi này. Đấy. Có cái nhựa trên cái lắp này thì nó bị người ta bỏ ra thôi, mình thích lắp vào được dán nhựa đáng kể đúng không ạ? Tôn vỏ ok nhá, không mục mọt. Cái lắp ở trên xi nhan trên gương này mình có thể mình mua có mấy trăm nghìn thôi, mua loại mới luôn mấy trăm nghìn thôi các bác nhá. Đấy, một vòng xung quanh cho chiếc xe này quay một chút, quay gần một chút. Đấy, đèn đóm sáng. Đấy, phần đầu chiếc xe. Đấy, chỗ này gầm cao đấy ạ, chứ không phải là gầm chung đâu nhá, to cao rộng rãi. À rồi, nó có lốt cho bác xem hai cánh đây. Sườn gầm, rồi máy nữa. Các bác nhấn like, nhấn chia sẻ em với nhá. Đang ngồi rảnh mình nhấn like, nhấn like, chia sẻ. Bác nào mà mình đang tìm ô tô cũ mà chưa biết chỗ nào để mua, mời các bác qua địa chỉ 90.2 Trường Chinh tại siêu thị ô tô Hải Dương các bác nhá. 90.2 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Bên em thì rất là nhiều xe, có cả những chiếc xe lướt đời cao 2019-20, có những chiếc xe đời thấp, có những chiếc xe đời vừa, nói chung đủ loại luôn. Các bác hãy đăng ký kênh YouTube và nhấn theo dõi fanpage để nhận thường xuyên những chiếc xe mới, những chiếc xe khác bên em đăng lên. Rất nhiều xe luôn. Đây, các bác xem phần dáng bên ngoài của chiếc xe này nhá. Đây, quay dáng bên ngoài đây. Quay gần như vậy các bác nhìn được chi tiết thì rõ rồi đúng không ạ? Đấy, như vậy là cũng là tương đối rồi. Ngoài bây giờ quay phần ba bô lê, quay còn phần cua lốp. Đây là cua lốp đây, các bác xem không bị mục mọt gì, không bị kém. Dòng này khung sườn dày chắc chắn. Nhờ bác bảo là Quảng Ninh thì sợ nó mục mọt, nhưng các bác hơi nhầm với chiếc xe này nhá, vì là đây là một chiếc xe mà không ở vùng biển. Chiếc xe này ở Cẩm Phả các bác nhá. Ở Cẩm Phả. Nói chung là chỗ này là không có biển, không nước muối mặn gì cho nên nó không bị mục mọt. Đây này các bác này, đấy. Mục mọt nhìn đây các bác biết mà đúng không ạ? Đây có mục mọt đâu, đúng không? Đặc biệt là những cái mẫu xe nhập Nhật này thì thân vỏ nó rất là dày dặn và tôn nó rất là tốt, chắc, cứng. Nói chung là bền. Dòng này thì bền rồi, các bác mình đi mỹ mãn luôn. Dòng này rất là bền. Bây giờ mời các bác xem động cơ nhé. Chiếc này thì được thiết kế là máy không phải là máy dọc giống như là Innova hay là không giống như là Fortuner đâu. Đây là máy đây. Đây máy đây các bác nhá, máy đây này. Máy khô khan sạch sẽ, cabo đây, tem vẫn còn, nỉ vẫn còn. Đây máy đây, máy ok chưa? Đây con xem nhá. Đấy, máy đấy. Máy chiếc này là rất là bốc khỏe luôn. Chắc bốc khỏe.
Rồi thì chiếc xe này em đã quay xong, sẽ được tạm dừng video tại đây. Các bác thì mình hãy nhớ alo cho bên em nhé, để được chốt giá này, rồi để được tư vấn về cục xăng, tên mua bán, rồi dục vận chuyển nữa các bác nhá. Mình nhanh tay một chút để được chốt một mức giá yêu thương hợp lý. Em xin cảm ơn và gặp lại các bác vào chương trình video lần sau.